Hello everyone, welcome back to my channel, Start Squid Game. Thôi cũng nào. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái game thứ hai. Zombie Bean Yellow. Let's go, live one. Rồi, thay biển cho thằng bé là. Wow. Take baby to bed. Đó là các bạn sẽ đưa em bé vào trong chiếc cũi, trên chiếc giường của em bé. Tắt điện. Rồi đóng cửa. Sau đó là gì? Watch TV on the sofa. Let's go. Ôi, em bé khóc rồi. Lại chứ. Chiếc bìm tự bay ra đây. Đấy, cứ như có một siêu năng lực gì đó. Rồi ok, wow. Bắt em bé lỏ lòm. Rồi sau đó thì mình lại cho em bé lên giường. Tắt điện. Bật đèn, đóng cửa đi. Thứ ba. Watch TV on the sofa. This parent starman from upstairs. Wow. Đây như kiểu là một đứa con của quỷ. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ ba. Let's go. Rồi, thời gian sắp hết rồi. Ok. Oh my gosh. Okay, Squid Game. Khi vạch xanh, các bạn phải chạy nhanh. Nếu không thì các bạn có thể sẽ không kịp thời gian. So let's go. Booby này, teacher này. Wow, teacher chạy đi đâu? Tiếp tục nào. Một cô này. Ai đây? Bật luôn. Yeah. Còn một người nữa. Ok. Mình sẽ thân là người chạy. Về Windows. Đúng nhờ. Oh my gosh, ta đi cùng mình luôn. Oh my gosh, điểm chạy này rất là khoa. Mình sẽ chạy sâu hơn. Rồi, tiếp tục nào. Nhưng mà may không sao. Wow. Ok, tiếp tục nào. Rồi, tiếp tục rồi. Wow, let's go. Ok. Chọn cái này đi. Hình ngôi sao này khá là to. Ok, đã thành công. Rồi, và tiếp đến là gì nào? Ném bi vào một quả. Họ cũng ném vào một quả rồi. Quả thứ hai vào đi. Ok. Quả thứ ba vào luôn. Thứ tư cho vào luôn tiếp. Mình sẽ cố gắng được 5 quả nào. Ok. Tiếp tục nhảy 3 1 2 1, 3 1 2 1. Ok. Wow, tí thì họ thắng mình. Wow. Tôi chết rồi. Ok. Sau đó các bạn sẽ đưa những người này vào trong quan tài. Một người. Tiếp tục người thứ hai. Người thứ ba. Rồi, đã thành công. Và cái này tiếp tục như Squid Game. Đó, ok. Và tiếp tục các bạn sẽ tiếp tục nhiệm vụ tiếp theo. Rồi, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.